học sinh tìm hiểu các trò chơi dân gian. Mong rằng sau buổi chuyên đề ngày hôm nay sẽ tạo được không khí vui vẻ, gắn kết giữa thầy, trò, giữa học sinh với học sinh, chia sẻ được kinh nghiệm học hỏi, giao lưu và thể hiện được sự sáng tạo của các bạn học sinh, giúp các bạn tự tin, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tổ chuyên môn và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2023-2024. Đến với buổi chuyên đề ngày hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu cô Đặng Thị Thu Minh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Cô Mai Thùy Dương, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Và thầy Nguyễn Văn Triều, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh, bịt mắt đập niêu là một trong những trò chơi dân gian phổ biến ở nhiều làng quê miền Bắc. Người tham gia sẽ phải bịt mắt, định hình hướng đi, ước lượng khoảng cách treo niêu để đập sao cho trúng những chiếc niêu được treo ở trên dây. Nếu người đập trúng thì sẽ chiến thắng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trải nghiệm thực tế trò chơi ấy ở ngay tại sân trường của chúng ta, trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, với một cách chơi hoàn toàn